bên cạnh những người đi chơi thì cũng có những cô, những chú, những chị bán buôn, rồi sửa xe, tấp nập, rất là vất vả ở cung đường này. Đầy đủ loại dép hết, dép Lào, dép dép kẹp, dép quay hậu. Rất là đông xe máy. Và trên lề đường này có một cô bán hủ tiếu gõ. Thấy những cái hình ảnh này thấy xưa xót quá. Lấy mấy tờ đi chị. Và nơi đây có một cái ngôi nhà rất là xưa cổ nè, nhưng mà không biết ngày xưa là như thế nào ha. Và cái bên có một cái quán chè, đó là chè Hà Ký, rất là nổi tiếng. Và ngôi nhà này để quan rất là lâu rồi. Đến đây em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Một số hình ảnh về con đường Tổng Lốc Phương ngày nay, với cái hình ảnh đông đúc kẹt xe vào ngày lễ Trung Thu. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Hy vọng thông qua video cũng giúp cô chú anh chị và các bạn gợi nhớ được cái hình ảnh về kiếp Sài Gòn xưa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Để nói tiếp hành trình đi bộ, ngày hôm nay ở khu vực Chợ Lớn, thì em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một cái con đường, đó là con đường Tổng Đốc Phương ngày xưa, và ngày nay có tên là Châu Văn Liêm. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hải Thượng Lãng Ông, và ngày xưa là con đường Khổng Tử. Và theo hẳn thẳng hướng camera, chúng ta sẽ đi về cái bến Lê Quang Liêm ngày xưa, và cũng là bến Trần Văn Kiểu, rồi ngày nay là đại lộ Đông Tây đó. Chỉ đi vài bước thôi và cách khoảng chừng vài trăm mét à, chúng ta sẽ đến đại lộ Đông Tây. Và trước mặt chúng ta đây đó là một cái ngôi chợ, một ngôi chợ vật tư rất là lớn ở vùng đất Sài Gòn Chợ Lớn này. Chợ vật tư thì chuyên bán về những cái vật tư như là ốc vít, rồi dây xích, bù lon, bông tán, rồi những cái đồ tiệm điện, rồi đồ cơ khí, rất là nhiều ha. Và kế bên thì chúng ta thấy đó là cây cầu Chà Ba, đi thẳng về quận 8, bắc giữa quận 8 và quận 5, qua con kênh Lò Gốm, con kênh Tàu Hủ. Xuống cầu Chà Ba chúng ta sẽ đến Tùng Thiện Vương, rồi đường Nguyễn Duy rồi đó ha. Và bên đây chúng ta thấy có một cái dãy nhà xưa, rất là xưa luôn. Có một cái căn nhà rất là cổ ở ngay vòng xoay Phan Đình Phùng. Và ngày xưa có lẽ đó là cái ngân hàng á. Theo hướng này chúng ta sẽ đi về chợ Kim Biên, chợ Bình Tây nè. Rồi chúng ta sẽ xuất phát từ cái vùng binh Phan Đình Phùng và ngôi chợ vật tư bưu điện Chợ Lớn, để đi về con đường Tổng Đốc Phương ngày nay, để xem con đường này ngày hôm nay về đêm nó như thế nào. Và ngày xưa với nổi tiếng với những cái khách sạn và những cái rạp hát, như là rạp Đại Quang, rồi rạp Lê Ngọc, chuyên chiếu phim võ hiệp á ha. Rồi rạp Lệ Thanh thì lúc nãy trên đường Trần Hưng Đạo chúng ta vừa đi qua đó. Thì nãy em quên cái tên của những cái diễn viên, thì xong lên mạng coi lại thì nhớ lại là diễn viên
Khương Đại Vệ, rồi Lý Thanh, rồi Địch Long, Đặng Lệ Quân, những thập niên 70 rất là nổi tiếng. Và ở đây là bánh trung thu. Hôm nay chúng ta đi đâu cũng thấy bánh trung thu hết nè. Và khúc cuối bánh trung thu Long Hương. Em thấy Sài Gòn bây giờ là 7 giờ hơn rồi. Đường phố rất là đông đúc, tấp nập. Sài Gòn Chợ Lớn cũng không thua gì trung tâm Sài Gòn quận nhất ha. Ngày xưa theo em tìm hiểu thì đây cũng là một cái thủ đô của Sài Gòn. Và với những cái khu ăn chơi, nhà hàng, khách sạn rất là nhiều luôn. Kia có một cái ngôi nhà rất là xưa, có lẽ ngày xưa là khách sạn nè, có ngân hàng, đó, kiến trúc rất là cổ. Và có cùng thời, có lẽ là có cùng thời với cái bưu điện, cùng thời với cái bưu điện ở bên đây nè. Bưu điện cặp bên hông đường, có đường Nguyễn Thi, cũng đi vô cái chợ, chợ bán rất là nhiều đồ điện, gọi chung là chợ lớn. Khu này có rất là nhiều chợ nên cái địa danh chợ lớn cũng được hình thành. Bán trà, rồi shop quần áo, rồi đi lên kia xíu nữa chúng ta có cái con đường bán rất là nhiều cái đồ trang trí. Và chúng ta nhìn lại cái vùng binh Phan Đình Phùng ngày xưa đó. Rồi chúng ta tiếp tục nha, đi tiếp theo trên con đường Tổng Đốc Phương. Thì con đường này cũng không có dài lắm, chỉ từ cái vùng binh này cho đến Thuận Kiều ngày nay. Và ngày xưa là con đường Lục Tỉnh đó. Thì ngày nay với những cái bảng hiệu và những cái trang trí mặt tiền thì chúng ta không còn thấy được những cái kiến trúc của ngày xưa như là rạp hát này. Những cái rạp hát này thì em không biết vị trí như thế nào, thì những cái tên rạp hát đó cũng tìm hiểu qua cái tài liệu và thông qua lời chia sẻ của cô chú anh chị thôi. Nếu mà trong những cái video này cô chú anh chị thấy được những hình ảnh về những cái vị trí đó thì cho em xin cái comment nha. Do là con đường này cũng rất là lớn, ở giữa là một cái hàng cây nên mình không thể nào là quay camera qua kia, mình không thấy rõ được. Để cô lên đây. Để cô lên đây. Mấy ngày này thì ở Chợ Lớn đông tự gì có những cái hội phố lồng đèn đó, rồi có những cái bãi xe vòng vòng ở khu này rất là nhiều. Rồi có thấy quá trời kẹt xe luôn kìa. Và đây là giao lộ Trần Hưng Đạo và Châu Văn Liêm. Nơi đây có một bãi đất trống. Có lẽ ngày xưa cái rạp gì đâu đây nè. Và ngay cái nhà có hình tam giác rất là nhỏ.
và theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến đèn Năm Ngọn, chợ Sói Kình Lâm, chợ Đồng Khánh. Và đi tới xíu nữa thì ngay cái đèn Năm Ngọn có một cái quán chè được mệnh danh là chè ma, rất là nổi tiếng chè ma, tại vì quán chè đó bán 4 giờ tối cho tới 4 giờ chiều cho đến khuya nè. Và chúng ta nhìn lại con đường mình vừa đi qua nha. Xin lỗi các anh chị, bạn em có điện thoại. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Tiếp nối hành trình thì chúng ta đi qua đường và đi đến con đường đó là Lục Tỉnh, và nơi đó có Garden Mall. Hôm bữa thì em có đi con đường này nhưng mà đi ở đoạn giữa đường, và hôm bữa thì có một cái sắc thái khác, hôm nay thì có một cái sắc thái khác, để thấy Sài Gòn có rất là nhiều gam màu. Bây giờ là rất là đông đúc tấp nập nè. Hôm nay là mọi người đi chơi lễ Trung Thu đó, rất là đông. Và bên cạnh những người đi chơi thì cũng có những cô, những chú, những chị bán buôn, rồi sửa xe, tấp nập, rất là vất vả ở cung đường này. Gợi cho chúng ta nhớ một cái thời Sài Gòn, khi mà còn ở Sài Gòn đó, bà con đi chơi thì chúng ta đi làm, để góp phần cho Sài Gòn nhộn nhịp hơn. Với con đoạn đường này, với đoạn đường này thì bán rất là nhiều cái giày dép nè, dép róc này, chắc là róc giả nè, Adidas, rất là đông. Đầy đủ loại dép hết, dép Lào, dép dép kẹp, dép quay hậu. Rồi, vậy đây những hàng quán hủ tiếu gõ. Quá trời đông. Với đặc trưng của con đường này thì rất là nhiều xe cấp cứu chạy ngang. Từ vì gần đây có cái bệnh viện rất là lớn, đó là bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng ta thấy rất là đông người đi chơi nè, rất là đông xe máy. Và trên lề đường này có một cô bán hủ tiếu gõ. Và đây có cái shop quần áo, giày dép rất là nổi tiếng, rất là lớn ở Sài Gòn, đó là Hoàng Phúc, shop Hoàng Phúc. Xe thấy xe nghe xe cấp cứu nữa nè, quá trời đông. Không biết những cái hình ảnh này có gửi đến cho cô chú anh chị cái ký ức về Sài Gòn vào cái mùa lễ Trung Thu hay không ha. Thì đối với vùng đất Chợ Lớn này, khu vực Châu Văn Liêm này, thì
chỉ đông đúc vào những cái ngày mà có cái sự kiện như lễ Trung Thu hoặc là Tết hay là những cái hội gì đó thôi. Còn bình thường bữa chúng ta đi thì không có đông đúc và tấp nập như thế này. Và đây mình thấy những cái hình ảnh này thấy xưa xót quá. Lấy mấy tờ đi chị. Lấy hai tờ đi. Gửi khỏi thôi, gửi luôn. Gửi ủng hộ bé. Ủng hộ. Ủa, chú lại gì ngồi đây? Quen. Quen à? À. Rồi. Dạ dạ. Rồi chúng ta tiếp tục nha. À, rất là đông luôn. À. À, và nơi đây là giao lộ Nguyễn Trãi với lại Châu Văn Liêm. À, và bên kia là cái quán nhà hàng, cái quán cơm, đó là cơm gà Đông Nguyên. À, nằm ở bên đây, bên tay trái. Và bên phải là một cái quán lẩu dân ít. Và đứng đây chúng ta thấy có một cái hình ảnh nói chung là rất là thương tâm. Đó là hình ảnh của người mẹ ẵm con và một đứa con bị bệnh. Bị bệnh đầu to đó. Và nói chung là đi ngang thì em cũng không thể không giúp được, bởi vì thấy cũng xót, chỉ góp được phần nào để giúp gia đình họ vơi đi thôi. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi về chùa Bà Thiên Hậu, và nơi đó có cái con đường, đó là đường Lương Nhữ Học, một cái con phố lồng đèn rất là tấp nập về đêm. Nếu mà cô chú anh chị thích thì chúng ta sẽ đi con đường Lương Nhữ Học ha. Rồi mình sẽ khám phá thử coi ngày lễ Tết ở đây như thế nào. Có lẽ sẽ rất là đông đó. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Sài Gòn hôm nay rất là náo nhiệt bởi những cái anh giữ xe, rồi người đi qua đi lại, xe máy chạy, rồi xe cấp cứu rất là nhiều luôn. Hôm nay chợ lớn đông một cách lạ thường. Và bên kia chúng ta thấy có một cái hình ảnh của một khách sạn, đó là khách sạn Thủ Đô, khách sạn Tân Thủ Đô. Và phía sau khách sạn đó có một cái chợ, đó là chợ Thủ Đô. Và đến đây là giao lộ của Lão Tử và Châu Văn Liêm. Thì theo hướng Lão Tử này chúng ta sẽ đi về cái phố lồng đèn Lương Nhữ Học đó. Và theo hướng ngược lại chúng ta sẽ đi đến một cái chợ, đó là chợ Thủ Đô. Về đêm thì chỉ có những cái hàng quán ăn uống, một vài quán thôi, chứ không có nhiều quán. Và nơi đây có khách sạn Thủ Đô rất là lớn. Xe cộ tấp nập quá.
đông quá, đường xá gì quá trời. Nói chung mà xe máy càng đông thì thể hiện một đất nước càng đi xuống thôi. Bây giờ mỗi gia đình cứ mỗi nhà có 2-3 chiếc xe máy. Tuy là xe cũng mắc tiền nhưng mà khi mà đi ra đường thì khói hết bụi như nhau hết ha. Và ở đây có một cái ngôi nhà rất là xưa cổ nè, nhưng mà không biết ngày xưa là như thế nào ha. Và kế bên có một cái quán chè, đó là chè Hà Ký, rất là nổi tiếng. Và ngôi nhà này để quen rất là lâu rồi. Và chúng ta nhìn xa xa bên kia là một cái garden mall rất là lớn, và ngày xưa là một cái tòa nhà Thuận Kiều, nhưng mà ngày nay thì có tên garden mall rồi ha, với những cái gam màu xanh. Quá trời đông luôn. Rồi chúng ta nhìn lại đoạn đường chúng ta vừa đi qua lúc nãy ha. Nhìn một cách rồi, video đến đây em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Một số hình ảnh về con đường Tổng Thống Phương ngày nay, với cái hình ảnh đông đúc kẹt xe vào ngày lễ Trung Thu. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Hy vọng thông qua video cũng giúp cô chú anh chị và các bạn gợi nhớ được cái hình ảnh về kiếp Sài Gòn xưa. Rồi bây giờ thì xin chào và